khi mà chị nói chị chia sẻ về câu chuyện làm cà phê phim đó thì em đang hiểu tinh thần của chị là gần như là sẽ cho đi rất là nhiều và ừ. kể cả mình có thu phí thu phí rất là tượng trưng em rất là tò mò là khi mà mình khi chị tiếp cận với tâm thế cho đi như vậy ừ. thì chị có nhận được lại những cái giá trị gì mà chị không không kỳ vọng bắt đầu ừ, ok thì thực ra là câu hỏi này của việt anh nhiều người hỏi chị lắm vâng. à, và rất thậm chí là những cái người rất là thân thiết với chị, những bạn bè rất thân thiết bảo là ốt thế thì làm miễn phí à? Thế thì mình được cái gì? Tại sao lại làm miễn phí nhỉ? À, có rất nhiều người hỏi chị cái câu câu hỏi đấy. À. Thì không biết Việt Anh hay là các bạn có từng xem trước đây có một cái bộ phim tên là Pay It Forward vâng có. À, đấy thì cũng chia sẻ ngắn ngắn thôi đại thể là một bạn bạn nhỏ bạn nghĩ rằng là nếu mà bạn ấy làm điều tốt cho ba người và ba người đấy lại làm điều tốt cho ba người nữa vâng. thì số người nhận được những cái việc tốt đấy nó sẽ được nhân lên theo cấp số nhân vâng. thì cũng từ tinh thần của bộ, bộ phim đấy thì chị thấy rằng là ồ mình cũng đã được nhận được rất là nhiều thứ ví dụ như là mình được thầy thầy cô của mình chỉ dạy cho mình những kiến thức rất là tốt rồi mình đi học thì mình được cấp học bổng vậy thì tại sao mình với cái kiến thức và kỹ năng của mình mình không lan tỏa đấy cho nhiều người hơn thì đấy là lý do vì sao mà chị nghĩ đến cái câu chuyện là có cái uh, dự án cà phê phin thì thực sự là đến khi mà mình uh, mình bắt đầu triển khai dự án đấy rồi thì mình cũng nhận lại được rất là nhiều những giá trị mà không thể đo đếm bằng tiền vâng. ví dụ như là niềm vui khi mà mình thấy uh, những cái bạn uh, khách hàng của mình và bạn càng ngày càng thành công hơn vâng. uh, rồi những mối quan hệ mới mà. À, mối quan hệ thì mình cũng không nghĩ là có thể uh, phục vụ công việc gì cả nhưng mình thấy là uh, mình sẽ gặp gỡ được nhiều người hơn và mình uh, nghe được những cái câu chuyện thú vị từ góc nhìn của rất là nhiều bạn trẻ thì uh, chị nghĩ là về mặt kiến thức xã hội của mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Một cái giá trị thứ ba mà chị rất là thích đấy là chị uh, có góc nhìn thực tế hơn về vấn đề quản trị tài chính mà. thì uh, từ đấy chị sẽ đưa vào bài giảng của mình. À. và những cái câu chuyện thực tế đấy khi mà chị đưa vào lớp thì các bạn sinh viên của chị rất là thích thú. À. Bởi vì uh, cũng chia sẻ với em là Vinuni là một trường đại học uh, khởi nghiệp tức là cũng rất là khuyến khích các em có tinh thần khởi nghiệp. Cho nên những câu chuyện liên quan đến start up, uh, về mặt quản trị tài chính chẳng hạn thì các bạn cũng khá là quan tâm. Em cũng rất là chia sẻ vì uh, bản chất khi mà em làm spa room trong rất nhiều năm thì uh, em vẫn em vẫn nghĩ là bọn em cũng cũng đứng trước rất nhiều câu hỏi mọi người. Thì bạn làm này thì bạn kiếm tiền kiểu gì hay là bạn làm thế này thì để làm cái gì nhưng mà em nghĩ là có một thứ mà bọn em cái đội ngũ sáng lập cho đến bây giờ bọn em vẫn tin vào đó là câu chuyện là nếu mình cho đi và mình tạo ra những giá trị thật những sản phẩm tốt những những thứ mà thực sự có hữu ích thì chắc chắn mình sẽ nhận về những cái giá trị tương xứng phù hợp có một cái thứ mà mình sẽ còn rất là may mắn và và sẽ rất khác so với rất nhiều người đang đang gọi là phải vật lộn hoặc là kiếm tiền ngoài kia đó là mình vừa có thể sống được nhưng mình lại sống và làm cái mà mình thực sự đam mê và mình mình cảm thấy rằng là mình có cảm hứng để làm mỗi ngày ví dụ như em khi em nói chuyện với chị chẳng hạn thì với em thì nó cũng là một câu chuyện để cho em thêm rất là nhiều kiểu kiến thức và và những cái trải nghiệm của cuộc sống ngược lại thì nó cũng giống như một cách để em gần như là em sẽ tạo ra được một cái cái ảnh hưởng gì đấy mà có thể là sẽ tích cực với với một ai đó bạn một số bạn nào đang theo dõi cái podcast này chẳng hạn thế với em em cảm thấy rằng cái đấy đôi khi nó còn quan trọng hơn cả giá trị về mặt tài chính chẳng hạn vậy Nhưng đương, <laughs> chính đương xác, nhiên xác, là xác, chính đương xác. nhiên là em là dân startup thì cũng cũng đã trải qua rất nhiều bài học đau thương rồi em cũng nghĩ là nói gì thì nói mục tiêu thì cao đẹp như nào chăng nữa thì mình vẫn vẫn nên gọi là có một cái cách tiếp cận mà nó phù hợp hợp lý để mình có thể đi được xa nhất và tạo ra được gọi là impact lớn nhất. Đúng rồi, tức là nếu mà mình nói rằng cái giá trị mình đặt lên hàng đầu không phải giá trị tài chính thì ừ. cái đấy là nó đúng. Nhưng ừ. cái giá trị tài chính vẫn phải là một trong những cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Vâng. Bởi đúng. vì nếu em không có cái gọi là financial sustainability chính thì xác. doanh nghiệp của mình nó cũng không thể nào đi đường dài được. Vâng. Em cũng nghĩ thế. Em nghĩ là để mà thực sự gọi là tạo ra được ảnh hưởng thì sẽ cần rất nhiều thời gian và để mà đảm bảo được rằng là mình có thể tạo ra ảnh hưởng trong một quá thời gian dài thì mình phải chạm đến cái điểm là financial sustainability tức là bền vững về mặt tài chính. Với em chẳng hạn bây giờ thì nó không phải câu chuyện với em nữa mà nó là câu chuyện đội ngũ Đúng rồi. là bao nhiêu người cùng một cái niềm tin và cùng một cái cái, cái con thuyền như vậy mà nếu ví dụ như vì những cái quyết định mang tính cá nhân để mình cảm thấy là tức là tôi cảm thấy tốt về bản thân tôi chẳng hạn đấy và tôi cảm thấy là mình đang đang làm điều thiện hay gì đó thì nhưng mà ngược lại với những người mà thân thân thuộc nhất với mình mà mình không không support và không cho họ được những cái thứ gọi là quyền lợi hay những thứ nhận về nó xứng đáng ấy, thì em nghĩ là nó cũng không phải là một con đường tốt lắm để mình có thể đi được lâu dài chính xác và đấy lúc những, những bài học em, em tin là là trong quá trình làm của em em cũng học được rất là nhiều chị nghĩ rằng các bạn nên uh, chú trọng phát triển bản thân vâng. uh, hãy coi cái việc phát triển bản thân là là mục tiêu cuối cùng của mình uh, bởi vì hiện tại chị thấy là có rất nhiều bạn là chạy theo những công việc có mức lương cao À, và có thể uh, bỏ hàng uh, uh, rất là nhiều thời gian uh, làm ngày làm đêm để đạt được một mức uh, thu nhập cao nhưng mà cuối cùng là liệu rằng cái cái việc đấy có làm cho các bạn hạnh phúc được hay không, có ảnh hưởng đến sức khỏe và gia đình bạn hay không và bạn có học hỏi được thêm cái điều gì hay không. Thì uh, chị nghĩ rằng đối với các bạn trẻ ấy, thì việc quan trọng nhất là hãy nâng cao kiến thức và kỹ năng uh, và sức khỏe của mình đầu được. tiên, tức là mọi thứ hãy là phát triển thật tốt bản thân đã, sau đó thì khi mà bản thân bạn đã cực kỳ tốt rồi thì mọi thứ nó sẽ đến với bạn các giá trị khác sẽ đến với bạn rất là tự nhiên thôi